Rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Sống Để Hạnh Phúc. Thưa quý vị, không hâm mộ vầng hào quang của người khác, không chê trách thói đời nóng lạnh, cất những bước chân tự tin, kiên định với sự lựa chọn của riêng mình, lấy tâm thái lạc quan mà sống tuổi già tốt đẹp nhất của mình. Chúng ta hãy ghi nhớ, sau tuổi 50, cách sống tốt nhất chính là 6 chữ: nghĩ thông, nhìn thoáng và buông bỏ. Tuổi 50, khi mà vật chất, tiền tài, ham vinh, sự nghiệp đã dần được bỏ lại phía sau, chúng ta dần nhận ra rằng có những điều còn quan trọng hơn thế nữa. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Và nếu thấy ý nghĩa, quý vị hãy cùng chia sẻ clip tới với mọi người. Con người ta, cả một đời đều đang bận rộn, mệt mỏi, bôn ba. Dù cho vất vả bao nhiêu, sau cùng vẫn có rất nhiều việc không thể hoàn thành được. Con người ta, cả một đời đều đang tằn tiện, tích cóp, dành dụm. Sau cùng dù cho rẻ xẻn bao nhiêu, tiền bạc vẫn không bao giờ thấy đủ. Con người ta, cả một đời đều đang chịu đựng, nhường nhịn, sợ hãi. Nhưng dù cho cẩn thận thế nào, ta vẫn đắc tội với không ít người. Một đời chúng ta đều đang đọc, đang viết, đang cảm ngộ. Nhưng dù có thông minh bao nhiêu, vẫn phải đối diện với không ít lần thua thiệt. Con người, cả một đời đều đang tỉnh táo, dù cho bình tĩnh bao nhiêu, cơ trí bao nhiêu, sau cùng vẫn không tránh khỏi những điều tiếc nuối. Thế là sau tuổi 50, tôi đã hiểu ra rằng thế giới thật rộng lớn, mà bản thân mình lại rất bé nhỏ. Có những sự tình không cần phải xem nó nặng đến như vậy. Bản thân chúng ta vốn đã rất khổ, rất mệt, không cần cứ mãi chỉ trích bản thân. Đời người vốn không phải mọi chuyện đều luôn như ý, cớ chi phải cưỡng ép bản thân. Đã cố gắng hết mình rồi, dù cho kết quả thế nào cũng đều được cả. Chuyện nơi thế gian không ai nắm chắc được vĩnh hằng. Thế là sau tuổi 50, tôi hiểu được rằng đời người thật quá ngắn ngủi, không cần thiết phải tính toán quá chi li. Những việc không hiểu được, thế thì không cần phải hiểu. Có những người không phỏng đoán được, thì không cần phải phỏng đoán. Có những lý lẽ nghĩ không thông, thì không cần phải nghĩ ngợi thêm nữa. Những việc không vui trước đây, hãy đem nó cất giữ ở một góc xó không có ai. Vậy nên tự nhắc nhở bản thân mình, tôi có thể không được hoàn mỹ, nhưng nhất định phải chân thực. Tôi có thể không giàu có, nhưng nhất định phải vui vẻ. Thế là sau tuổi 50, tôi hiểu được rằng cuộc sống sẽ không vì những lời oán trách của bạn mà thay đổi. Đời người sẽ không bởi bạn phiền muộn mà đổi khác. Dù bạn oán trách hay không, cuộc sống vẫn sẽ y như vậy. Dù bạn có buồn hay không, đời người cũng sẽ y như vậy. Oán trách nhiều, buồn phiền vẫn là bản thân. Thương cảm nhiều, khổ não vẫn là chính mình. Bạn khóc, cuộc đời sẽ không bởi vậy mà chảy nước mắt vì bạn. Bạn khổ, cuộc đời sẽ không bởi vậy mà thêm phiền não. Là con người, đâu có chuyện vạn sự đều luôn như ý, mọi việc đều luôn thuận tâm. Trong công việc, đâu có chuyện vạn sự đều viên mãn, mọi việc đều không chút tiếc nuối. Nếu đã như vậy, sao ta lại không mỉm cười? Nếu đã như vậy, hà tất phải muộn phiền lo âu? Người sống ở đời, vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời. Vậy sao ta không vui sống cho đến cuối cuộc đời này? Thế là sau tuổi 50, tôi đã hiểu được rằng đừng làm khó bản thân. Một người long đong khổ sở sống ở thế gian này, đừng bởi những người mình không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng bởi những người chỉ vụt thoáng qua trong sinh mệnh đó mà lưu luyến không thôi. Cũng không cần phiền não với từng áng mây thoảng qua. Hãy sống vì bản thân. Dù cuộc sống cho ta điều gì, đều thản nhiên vui vẻ đón nhận. Đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng làm khó bản thân, cũng đừng bắt chước người khác. Hãy là chính bản thân mình, đi tốt con đường mà mình đã chọn, làm tốt những việc trong phận của mình.
sống cuộc sống mà mình mong muốn. Thế là sau tuổi 50, tôi hiểu được rằng với những gì bản thân không với tới được, không cần phải mong muốn thái quá. Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lòng mệt mỏi rồi, hãy nghe vài bản nhạc hay. Trong lòng có chuyện sầu não, hãy thổ lộ với người bạn yêu thương. Mệt mỏi rồi, hãy pha cho mình một ấm trà, tìm một nơi yên tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Những lúc buồn phiền, tìm kiếm niềm vui, đừng đánh mất hạnh phúc. Những lúc bận rộn, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng đánh mất sức khỏe. Những lúc mệt mỏi, hãy ngừng tay lại, chớ để đánh mất niềm vui. Thế là sau tuổi 50, tôi đã hiểu được, đừng làm khổ bản thân. Đời người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, 43 cũng được, lặn lộn cũng được, đều chỉ là nháy mắt. Không chỉ trích, không oán trách, cho bản thân một phần lạc quan, một phần bình hòa. Không cưỡng cầu, không mong mỏi thái quá, cho bản thân một phần tâm trạng thản nhiên, một phần tâm thái điềm tĩnh. Không so đo, không tính toán, giữ lại một phần tình cảm chân thành nhất trong tâm. Không hâm mộ vầng hào quang của người khác, không chê trách thói đời nóng lạnh. Cất những bước chân tự tin, kiên định với sự lựa chọn của riêng mình. Lấy tâm thái lạc quan mà sống tuổi già tốt đẹp nhất của mình. Cuối cùng, sau tuổi 50, chúng ta hãy ghi nhớ rằng cách sống tốt nhất chính là 6 chữ: nghĩ thông, nhìn thoáng và buông bỏ. Có đôi lúc bạn cảm thấy khó chịu về những cuộc gọi càm ràm của cha mẹ. Cũng có lúc bạn giận dỗi vì sao cha mẹ vẫn coi bạn như hồi bé. Nhưng có một điều bạn chưa hiểu: con dẫu lớn vẫn là con của mẹ. Hôm đó trời mùa đông giá buốt, gió bắc không ngừng rít. Lúc này đã là 11 giờ đêm. Cô nằm vùi mình trong chăn để trốn cái lạnh ngoài kia. Không muốn làm gì lúc này nữa cả. Cô chỉ muốn đi ngủ để mai có thể dậy sớm. Ngày mai có một cuộc họp quan trọng với đối tác ở công ty. Cô với tay lấy chiếc đồng hồ hẹn giờ. Ôi thế là xong rồi, đồng hồ hết pin. Mà lúc sáng cô lại quên chưa kịp mua. Bây giờ phải làm sao? Trời lạnh như này cô chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà nữa. Suy nghĩ một lát, cô nhấc điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi. Mà cái chuông báo thức điện thoại tiếng bé lắm. Ngày mai con có cuộc họp sớm và rất quan trọng. 6 giờ sáng mai mẹ nhớ gọi điện đánh thức con dậy nhé. Mẹ cô gật đầu đồng ý, vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vẫn cố chắc chắn để con gái yên tâm. Được rồi con gái, yên tâm, mai mẹ sẽ gọi con. Cô nghĩ bụng, đúng là giờ này có lẽ mẹ đang ngủ rồi. Chuông điện thoại vang lên, cô bừng tỉnh khi còn đang trong giấc mơ đẹp. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Ở đầu dây bên kia, tiếng mẹ cô nói: Ngọc Lan à, mau dậy đi con, sáng nay con phải họp đó. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới là 5 giờ 40. Cô giận dỗi quở trách mẹ: Mẹ, chẳng phải con dặn mẹ 6 giờ sao? Con vẫn còn muốn ngủ thêm một lúc, giờ lại bị mẹ đánh thức rồi. Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô vẫn nhẹ nhàng: Ừ, mẹ lo con không chuẩn bị kịp ấy mà. Sáng hôm ấy, cô bước ra khỏi nhà, vẻ mặt vẫn chưa hết buồn ngủ. Ngoài trời thật lạnh, đường cũng thật vắng. Dường như mọi người cũng như cô, muốn nán lại trong nhà cho đỡ lạnh. Cô đứng ở trạm xe buýt đợi chuyến xe đầu tiên. Hai chân run run vì trời lạnh. Trời mùa đông nên vẫn còn chưa sáng hẳn. Bên cạnh cô có hai vợ chồng già tóc bạc. Ông đứng sát sau lưng bà như thể muốn che bớt cơn gió lạnh mùa đông. Cô nghe được hai ông bà nói chuyện với nhau. Ông bảo: Cả đêm bà không chịu ngủ, cứ giục tôi sớm cả mấy tiếng đồng hồ, bây giờ lại phải đợi rõ là lâu. Bà chỉ đáp lại rằng: Thì đi sớm một chút, lỡ muộn không nhìn thấy nó thì sao? Cô nghĩ bụng, có lẽ ông bà có việc cần đi đâu sớm và gặp ai đó. Mà quả đúng là như vậy, chuyến xe đầu tiên vẫn còn 5 phút nữa mới đến. Khi xe đến nơi, cô bước lên xe. Tài xế là một anh thanh niên còn rất trẻ.
đợi cô lên xe, anh liền cho xe lăn bánh luôn. Thấy vậy cô vội vàng nói, đợi chút, phía dưới vẫn còn hai người già, trời lạnh như này mà họ đợi lâu lắm rồi, hãy đợi họ lên xe đã. Anh tài xế vui vẻ nói, không sao, đó là cha mẹ tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, là cha mẹ muốn đến nhìn ngày đi làm đầu tiên của tôi ấy mà. Vừa hay lúc đó điện thoại của cô có tin nhắn, là tin nhắn của bố. Con gái, hôm nay mẹ con không được khỏe, cả đêm qua mẹ con không ngủ được. Mẹ dậy từ rất sớm đợi đến giờ gọi con dậy, mẹ con sợ ngủ quên làm lỡ việc của con. Đọc đến đây, mắt cô đã ướt nhòe từ bao giờ. Đừng quên, cha mẹ vẫn dõi theo bước chân ta trên cuộc đời này. Cuộc sống với bao lo toan bộn bề, nhiều lúc vẫn cuốn ta đi, để ta quên mất rằng có ánh mắt thương yêu của ai đó vẫn dõi theo bóng dáng của mình. Có đôi lúc bạn cảm thấy khó chịu về những cuộc gọi càm ràm của mẹ. Cũng có lúc bạn giận dỗi vì sao cha vẫn coi bạn như hồi thơ bé. Bởi chính là có một điều bạn vẫn còn chưa hiểu. Tình yêu mà cha mẹ dành cho con vẫn luôn dạt dào bao la và đong đầy như vậy. Và con dẫu lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời, lòng mẹ vẫn theo con. Vậy nên phận làm con chúng ta, hãy biết hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ cả đời vất vả vì ta, cha mẹ vì tiếng cười hạnh phúc của chúng ta mà đánh đổi cả tuổi thanh xuân của chính mình. Người có thể cả đời vì chúng ta làm mọi việc mà không cần đền đáp, chỉ có là cha mẹ. Người không cần chúng ta nói lời xin lỗi, cũng chỉ có cha mẹ mà thôi. Bởi vậy, đừng quên dành nhiều hơn một chút thời gian để quan tâm và ở cạnh bên cha mẹ. Bao dung nhiều hơn, hiếu thuận nhiều hơn với cha mẹ bạn nhé.